Quân của Bình Dương trong những mùa giải gần đây, Anh Đức và Bình Dương đã trải qua rất nhiều những thăng trầm trong 4 chức vô địch. Vào những phút cuối cùng, điểm số đầu tiên cho BKM Bình Dương. Đây, các cầu thủ Bình Dương rất nguy hiểm, và như vậy là bóng đã đi vào lưới, thưa các bạn, và lập công của Anh Đức. Và thắng thứ hai của Anh Đức ở V-League 2017. Trịnh Quang Vinh là cầu thủ vừa đưa bóng vào và cứ thu bóng của Anh Đức. Anh Đức rất nguy hiểm. Một bàn thắng nữa cho BKM Bình Dương, 5-1. Trận thắng đậm nhất của BKM Bình Dương trước sổ số Kiến Thiết Cần Thơ trong 5 lần hai đội bóng này gặp nhau ở sân chơi V-League. Dugari vẫn là Dugari đánh nhau, lưới của các cầu thủ FC Thanh Hóa đã rung lên với pha lập công của Anh Đức. Chúng ta có thể thấy được sự nguy hiểm của Anh Đức là như thế nào. Bàn thắng thứ tư của Anh Đức ở mùa giải năm nay. Như chúng tôi đã cảnh báo các hậu vệ của Thanh Hóa về sự nguy hiểm của Anh Đức. Một mẫu tiền đạo có khả năng xoay sở tốt, dứt điểm tốt, và đặc biệt là những pha bóng đánh đầu. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Lại thêm một tình huống nữa mà chúng ta có thể thấy điểm yếu của Đình Đồng bộc lộ ra. Anh không mạnh ở trong những tình huống bám đuổi các mẫu tiền đạo chơi cản lướt. Và ở trong pha bóng này, Đình Đồng hoàn toàn thất thế trong cuộc đối đầu với cả Dugari. Ngoài ra thì cũng không có sự hỗ trợ cho Đình Đồng. Trong tình huống vừa rồi, Anh Đức có bàn thắng thứ hai sau một pha xử lý có thể nói là rất kém an toàn. Pha chơi bóng quá lỗi của hậu vệ câu lạc bộ FC Thanh Hóa. Trong một tình huống như vậy mà hậu vệ của FC Thanh Hóa lại dê bóng, đó là điều tối kỵ trong bóng đá. Và Anh Đức đã không bỏ qua thời cơ này. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng. Sau một tình huống cản phá của Tiến Thành thì pha chuyền bóng tiếp theo của Danny Van Beuken đã bị Anh Đức phán đoán được. Lần này là Anh Đức và bàn thắng này đến cho Bình Dương. Anh Đức vẫn luôn là một trong những người thường xuyên tỏa sáng để mang đến sự hy vọng cho đội bóng đất thủ. Một pha đá phạt quá đẳng cấp, quá khó với Tống Đức An. Đi còn mất Anh Đức vào 1-0 cho BKM Bình Dương. Pha ghi bàn sở trường của Anh Đức với một pha bật cao và đánh đầu rất hiểm hóc, đánh bại thủ thành Lê Văn Hưng. Đường chuyền là của Đinh Hoàng Mắc. Lợi thế về thể hình và sức bật cùng với việc chọn điểm rơi rất hợp lý đã giúp cho tiền đạo Anh Đức có được bàn thắng sở trường. Tấn Tài rất nguy hiểm, vào không, tỷ số đã được mở rồi. Bàn thắng thứ 8 cho Anh Đức và BKM Bình Dương rất bất ngờ đã vươn lên dẫn
bàn ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Những đợt tấn công có đường nét của đội chủ nhà trong những phút vừa qua cuối cùng đã được cụ thể hóa bằng pha lập công rất nhạy cảm của đội trưởng Anh Đức. Đúng rồi, như vậy là bàn thắng đã đến với cầu thủ VKB Bình Dương và cầu thủ ghi bàn chính là đội trưởng Nguyễn Anh Đức. Sau những pha lúng túng bên phần sân nhà của mình, các cầu thủ đội Hoàng Anh Gia Lai đã để các cầu thủ VKB Bình Dương san bằng cái biệt, và bàn thắng dành cho đội khách vừa rồi là của đội trưởng Nguyễn Anh Đức. Một nỗ lực lùi về tham gia phòng ngự thì Anh Đức hai cú đánh đầu liên tiếp mà chúng tôi đã nói tới Anh Đức, một cú đánh đầu phản lưới nhà và vừa rồi là cú đánh đầu thanh bàn, tỷ số là 2-2. Đây là tình huống Tô Văn Vũ đã tạo cơ hội và Anh Đức lần này cũng rất chính xác. Chúng tôi nói rằng cú đánh đầu của Anh Đức là chính xác bởi vì trước đó một phút chính anh đã đánh đầu tung lưới nhà, một tình huống mà anh Đức không hề mong muốn. Và vừa rồi thì rõ ràng anh rất muốn hạ thủ môn Đức Cường. Một tình huống sở trường như vậy, bàn thắng thứ 10 của anh Đức. Cơ hội trên chấm 11m dành cho anh Đức, tỷ số được quân bình 1-1. Đó là một tình huống mà Nguyễn Quốc Thiện ECLE đã phán đoán đúng hướng nhưng không thể cản phá, và đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp 1 trận đấu này. Tưởng như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm có được lợi thế khi mà hiệp 1 khép lại. Cây sân bàn hàng đầu thay thế vai trò của các ngoại binh, Anh Đức với quả penalty kiểu Panenka đã có được bàn thắng để cân bằng tỷ số ở phút thứ 80. Tỷ số là 1-1. Một tình huống đánh đầu ghi bàn của Nguyễn Anh Đức, và như vậy tỷ số đã được nâng lên là 3-0 cho các cầu thủ chủ nhà BKM Bình Dương. Một pha dứt điểm của Đoàn Tuấn Cảnh ở cuối hiệp 1 và hai cú đánh đầu. Tuấn Cảnh rất dễ dàng để anh Đức ghi bàn, một cú đệm bóng cẩn thành mà không có lý do gì để số 11 BKM Bình Dương Gary đến chân Trọng Huy và đưa cho Đoàn Tuấn Cảnh. Và cuối cùng thì Đoàn Tuấn Cảnh đã có một đường chuyền thành bàn để thủ quân Anh Đức đệm bóng không thể nào chính xác hơn, làm tung mạnh lưới của thủ thành Nguyễn Tiến Anh. Một pha phối hợp rất đẹp mắt. Cơ hội dành cho Anh Đức để nâng số bàn thắng của anh lên con số 15. Anh Đức vào! Như vậy là bàn thắng thứ 15 của Anh Đức, đồng thời cũng là bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với đội chủ nhà Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Và các bạn xem lại pha ghi bàn của Anh Đức từ chấm penalty. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 19 của hiệp đấu thứ nhất. Tuấn Cảnh nguy hiểm, Anh Đức vẫn là Anh Đức vào 2-0 cho đội khách BKM Bình Dương. Vừa rồi là sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà, pha đi bóng và chuyền bóng của Tuấn Cảnh cho Anh Đức. Đình Nhơn đã có lỗi trong pha vừa rồi, anh không chế bóng để bóng tuột ra đến chân của Anh Đức. Anh Đức vẫn, mặc dù thủ môn Tuấn Mạnh đã đón được hướng bóng, tuy nhiên bóng vẫn đi vào khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh. Bàn thắng ghi được ở phút thứ 46, tức là những phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Mời các bạn xem lại pha ghi bàn thắng thứ 3 của Anh Đức.